Thế lô anh em tiếp còn xe vơ ngon nữa nào. Nhập cốt thì được hồn bi rút để mở ra đệ tử bi rút hồng đào chín để anh em mở ra đệ super bờ Johnny. Ngoài ra còn được bí kiếp tuyệt kỹ nhé. Xem các chức năng của NBC bên đảo Kame nha. Mua cái này để đổi bét chỉ số cực cao nhé. Các cải trang chỉ số cũng ảo lắm. Thằng này để vào map mới nhé, nhưng tôi chưa đủ điều kiện để vô. Lên hành tinh build xem nhé, đẹp cực. Quýt để học chiêu mới nhưng ở dưới cai ông chỗ ông thần vũ trụ nhé. Đánh thường vài cái rồi dùng chiêu mới nha. Anh em muốn có thằng đệ như này thì ăn của hồng đào chín là được nhé. Đó ngon liền chỉ số cũng tạm đấy.